Bùi Văn Cương. Bắc Xuân Đức. Bùi Văn Cương. Quan Trọng Nghĩa. Đi ra đây. 14-12. Và như vậy nếu để thua trận đấu này thì Sông Quê không còn có cơ hội để cạnh tranh với cúp vô địch nữa. Và hiệp thi đấu thứ hai đã được bắt đầu. Điểm số đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ hai này đã thuộc về các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. Một pha xử lý tốt của Xuân Đức ở vị trí số 3. Một tình huống phát bóng không qua lưới của Huy Công. Và điểm là 1 điểm dành cho bên phía của team F. Bóng vẫn còn. Bây giờ sẽ là cơ hội. Bùi Văn Cương. Đó là pha chặn bóng tốt của Pháp Anh. Một vận động viên 1m7 vừa chặn bóng một vận động viên sấp xỉ 1m9. Rất hay. 2-1. Cường đánh bên hai. Vừa 1 tốt rồi. Quan Trọng Nghĩa. Quan Trọng Nghĩa. Đó là Quan Trọng Nghĩa. Kèo trái của mình thì rõ ràng nếu Nghĩa đi ở vị trí cầu nhanh thì cực kỳ khó đoán. Của Huy Con là chuyền hai cũng rất hay. Chuyển đổi mạnh quen rồi, bóng nhanh. Chứ không truyền bóng kiểu bóng chuyền đồ như là anh đang bóng. Mọi người có một kiểu hay riêng. Đó là pha truyền xử lý bóng của Thạch Đen. 3-2 cho Mỹ Anh. Thể hiện ở trong pha bóng vừa rồi. Cùng với sự tinh quái của cây trường hai Huy Con. Đối đầu với sự lọc lõi xà dơ của Thạch Đen. Đó là câu trả lời của Thạch Đen. Năm đều. Dành cho bên phía của team Mỹ Anh. Bóng rất mạnh của Thạch Đen. Bùi Văn Cương. Văn Cương. Bóng có lên. Đó là pha đánh bóng của Bùi Văn Cương. Nhưng có vẻ như là bóng ra ngoài rồi. 6-5. Đồng tình huống phát bóng của Thạch Đen. Bóng một tốt của Quan Trọng Nghĩa. Bóng pha xử lý. Đó là pha bỏ nhỏ của Huy Con. 6-0. Và tỷ số giờ là 6-0 dành cho các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. 8-6 cho Mỹ Anh. Bảy tám. Một tình huống xử lý tuyệt vời của Huy Con ở ngay từ bước. Vẫn là Huy Con. Và một tuyệt vời của Đàm Văn Công. Không được rồi. Không được rồi. Được rồi. Bùi Văn Cường đã lùi sâu để có thể phòng ngự khi mà bóng đã lăn xuống để có thể phòng ngự khi mà bóng sát trên mép lưới. 18 dành cho bên phía của các chàng trai của team Mỹ Anh. Đây đúng không ạ? Đây ngủ mớ đâu. Và tiếp tục là Đàm Công. Đó. Công. Đó là tình huống dứt điểm tốt của Đàm Công. 11-10. Tốt. Xuân Đức. Những tình huống đập bóng Xuân Đức quá ổn áp mọi người ơi. Quá hiệu quả. Em sẽ đến. Xuân Đức. Tiếp tục quá mạnh. Bóng ở trên chặn mọi người ơi. Vâng, chủ công của bên phía FC Sông Quê đang thi đấu. Đó đây, cái bao trùi này. Vâng, một tốt của Thạch Đen và anh cũng chính là người kết thúc. Bóng tốt. 14-13. Một tình huống ấn bóng rất nhanh của Thạch Đen và giúp cho đội bóng của mình lên điểm số thứ 14 rồi. Không chỉ là Thạch Đen còn trên trải dài mảnh đất tình chữ nhất này. Vâng. Đó là pha đánh bóng bằng tay phải của Bùi Văn Cường. Bây giờ thì tôi đã thấy không chỉ đập bóng tắt bằng trái mà Cường còn xử lý quá tốt bằng cái tay phải của mình. Tắt đây mọi người. Đúng một tốt. Huy Cường Huy. Đây rồi, Xuân Đức. Huy A Sinh vẫn còn cơ hội để tổ chức bàn công dành cho đội tuyển của Mỹ Anh. Một pha chắn bóng như chui ở dưới đất lên của Thắng Con. Huy Con. Đúng một tốt. Đây rồi, Thắng Con. Những chuyển bóng như thế thì thực sự rất khó cho Thắng Con với hàng chắn như thế này. Còn với hàng chắn như thế này. Đó là Đàm Văn Công. Và xử lý tốt của Đàm Văn Công. 19-17. À, Huy Linh A Xích ấy. Tốt rồi. Xuân Đức.
17. Cho các chàng trai của Tim Mỹ Anh. 20 17. Vâng, Thạch Đen lại khi cường rồi. Bên phía UEFA Super League họ đã phải xin toàn cơ hội phản công. Thạch Đen. Với pha dứt điểm này, Thạch Đen đã đưa anh em Mỹ Anh vào bờ với kết quả là 21-17. Và như vậy tại có hai set, hai đội hòa nhau 1-0. Những trò chơi của Tim Mỹ Anh sẽ là những người phát bóng trước. Hiệp thi đấu thứ ba xin phép được bắt đầu. Điểm số đầu tiên ở set 3 thuộc về Sông Quê. 1-0, pha dứt điểm tốt của Xuân Đức. Cầu tốt. Biển hai. Đó là câu trả lời tốt của Đạm Văn Công. Bóng chạm vào tay trắng và một đều. Thưa mọi người ơi. Có anh em nào ở Quang Lộc có một tiếp tục là Xuân Đức. Đấy. Đấy cầm truyền dài không? Cho em mượn một hôm đi. Pha cháy tuyệt vời của Xuân Đức. Đó là câu trả lời của Thạch Đen. 2-3 cho Mỹ Anh. Anh đã pha kỳ vọng không thành công của Huy Còn. 3-0. Khi một tình huống phát bóng rất khó của Thạch Đen và tỷ số giờ là 3-0. Anh em chào Long Dùng 3 mới nha. Tốt. Đấy rồi Xuân Đức. Bóng vẫn còn. Cơ hội được trao cho Bùi Văn Cương. Lần này thì đã đổi sang cho Tim Mỹ Anh rồi. Đó là pha chặn đôi hay giữa Xuân Đức và Quản Trọng Nghĩa. 4-3 cho Sông Quê. 4-3 là dành cho bên phía của FC Sông Quê. Đội của Mỏ Hồng và đội của Kim Diamond là đang là hai đội xếp thứ nhất và thứ nhì của giải đấu này. 4-0. Đó là câu trả lời tốt của Thạch Đen. Thật sự là đạt hiệu Mỹ Anh. Tiếp tục điểm cho Mỹ Anh. 5-4. Không tốt. Không tốt. Bùi Văn Cương. Đó là câu trả lời tốt của Văn Cường. 5-0. Chiến thắng của Bùi Văn Cường. Một điểm. Thôi rồi. Làm công. Đó là câu trả lời của Đàm Văn Công. Bóng lọt chắn. Rất uy lực. 6-5. Thấy được rằng một tình huống đập bóng xuống. Tình huống phát bóng thực sự gây nhiều khó chịu. Và ngay sau đó là, đó là câu trả lời tốt của Xuân Đức. 6-0. 7-6. Đó là 7-6. Một quá tốt. Thằng con. 7-0. Đập bóng tốt của thằng con. Bóng chạm vào tay chắn và đi ra bên ngoài. Và điểm số dành cho bên phía của Mỹ Anh 7-0. Chuyền thôi. Mày hết pin rồi. Mày chạy so lành cho nên tổn rất tổn pin chứ. Thành công. Thằng lưới rồi. Trọng tài đã bắt. Vâng, và như vậy là đã có lỗi chạm lưới của Sông Quê. 8-0 cho Mỹ Anh. Má chụp mày để bèn đi mua cả. Chứ nghỉ thì nói làm gì nữa. Bây giờ là cơ hội nè. Cho các chàng trai của Mỹ Anh. Lưới chạm lưới của Sông Quê. 9-8. Họ đã có cơ hội để có thể lên điểm số 9. Nhưng mà con số 9 này đã thuộc về bên phía của Tim Mỹ Anh. 9-8. Đến lượt Thạch Đen giá đạn vào Văn Khả. Đổi che, che này thì che này 9-0. Một pha headshot người đồng đội của Thạch Đen. 9-0 sẽ cho các chàng trai bên phía của Sông Quê. Mà dẫn đuổi tỷ số rất hấp dẫn ở trong hiệp thi đấu thứ ba này. Để mắt nạt mày à mọi người. Và Thạch Đen. Đó là câu trả lời của Thạch Đen. Quá tốt. 19. Nếu bây giờ Thạch Đen và di chuyển vào thi đấu vị trí số 3 như thế này thì
rõ ràng anh đang trở lại. Và đó là sự chất lượng của giải đấu năm nay. Đó là câu trả lời của Xuân Đức. Bóng ở trong sân, 10 đều. Bóng đã chạm vào tay trắng trước khi đi ra ngoài. Và điểm số thứ 10 dành cho bên phía của FC Sông Quê, 10 đều. Điểm số rất căng thẳng, 10 đều. Cầu thủ tốt Thành Đen. Bóng tốt, 11-10. Và là bóng tốt của Thành Đen, bóng trong sân, 11-10. Trôi về những điểm số cuối của hiệp thi đấu thứ ba. Xuân Đức 11 đều. Xuân Đông Xuân các bạn ơi, y như chặt một vậy. Chặt màu dài Đô Lương thì đang lên rất hay rồi. Phát bóng cực kỳ khó chịu của Igor Đàm Công. Quá hay của Văn Công. 12-11. Bùi Văn Công. Đó là Bùi Văn Công. 12-11. Một tình huống mà tưởng chừng như là sẽ khó khăn đối với các chàng trai của Sông Quê. À, xin lỗi là 12 đều. Đây rồi, thắng công. Và đây sẽ là cơ hội để cho Sông Quê hơn lên một chút. Và để bóng ra ngoài của Bùi Văn Cương. 13-12. Nếu để thua trận đấu này thì Sông Quê không còn có cơ hội để cạnh tranh đến cúp vô địch nữa. Vâng, thật vâng, một tốt cuộc quả trọng nghĩa. Quân Công bóng. Quân Công bóng tốt của Bùi Văn Cường. 13-14. Những chiếc bò sò đang được bật ra từ tình huống mở rộng, họ sẽ là những người đỡ bước một. Đánh ơi, tốt của Đàm kết thúc rồi, chiến thắng thuộc về Mỹ Anh. Và như vậy là Sông Quê không còn có cơ hội để vào chung kết rồi. Và tạm nghỉ phút được ghi đền một trận đấu vô cùng hấp dẫn, được xem như là chung kết của giải đấu này, cùng đối đầu giữa Kim Diamond của Gian miền Nam đối đầu với đội chủ nhà Hà Nội đang có thành tích tốt nhất ở giải đấu này. Sau một vài phút nữa còn